quý vị, Hà Nội đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm với tiết trời mùa thu se lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 1 tháng 10, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ tràn về, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ, gây mưa cho Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý được chúng tôi vừa cập nhật. Theo dự báo thời tiết mới nhất, vào khoảng gần sáng và ngày mai, mùng 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vào ban đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ. Vùng núi 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ C. Trong ngày và đêm nay, 30 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa lớn cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Với tình hình thời tiết hiện tại, người dân và du khách có lịch trình tham quan khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ nên chú ý mang theo áo ấm, hành trang đầy đủ, đề phòng thời tiết giảm nhiệt. Bên cạnh đó, nên theo dõi dự báo thời tiết, cảnh báo của địa phương để sắp xếp lịch trình, tránh khu vực có nguy cơ xảy ra mưa to, lũ quét hay sạt lở. Trái ngược với thời tiết miền Bắc, Nam Bộ vẫn giữ thời tiết nắng nóng vào ban ngày, chiều và tối có mưa rào vài nơi. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào một vài nơi với lượng mưa rất thấp, độ ẩm tương đối phổ biến 80%. Theo đó, chỉ số UV ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh đạt ngưỡng nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao vào khoảng từ 9 giờ đến 14 giờ. WHO khuyến cáo người dân sử dụng vật che chắn kèm chống nắng, nón và quần áo bảo vệ ở mức 3, trung bình trở lên. Còn thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung trong những ngày qua, thời tiết trên khu vực chủ yếu ngày nắng, ít mưa là gió do mùa Tây Nam trên khu vực hoạt động khá yếu. Cơ quan dự báo thời tiết thông tin, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ít mưa, phổ biến là ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió mạnh. Thưa quý vị, liên quan đến bão trên Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Krathon cấp 15 có khả năng lướt qua phía Bắc Biển Đông trong 24 giờ tới. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, biển động dữ dội trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Hiện nay, ngày 30 tháng 9, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19 đến 22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão Krathon lúc 7 giờ ở vị trí vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 122,1 độ Kinh Đông. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, cơn bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía Nam, đảo Đài Loan, Trung Quốc. Ngày và đêm 30 tháng 9, vùng biển ảnh hưởng của bão là phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, từ kinh tuyến 116 đến 120 độ Kinh Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Riêng phía Đông, kinh tuyến 118,5, chiều tối và đêm có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão Krathon mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, gió mạnh di chuyển theo hướng phía Bắc đến Bắc Tây Bắc, phía Nam hướng Tây Bắc đến Tây. Ngoài ra, ngày và đêm 30 tháng 9 ở vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo ngày và đêm mùng 1 tháng 10, phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ kinh tuyến 116 đến 120 độ Kinh Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Riêng phía đông kinh tuyến 118,5, có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Từ trưa ngày 1 tháng 10, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Những thông tin về thời tiết mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên website của báo điện tử VTC News và trong các bản tin tiếp theo. Sau đây là dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao từ 0,5 đến 1 mét. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.